Điện đây bấm đi, có gì cắt bỏ. Rồi với này anh ơi, điện thoại nói chuyện với chị Tiết nha cả nhà. Tâm sự coi như sao, là thả lo chưa, bỏ lo chưa? Anh còn đang ở chương trình của chú Tiến mà nè. Hello chị, ta đang có việc ở đây. Rồi, hai người tâm sự trước đi rồi coi như thế nào rồi mới rồi đi xuống dưới chạy nhà chị. Thì nãy chị nói vậy đó, bây giờ để từ từ đi. Ủa nãy giờ anh chưa có đi về hả? Chưa. Em thằng ngày em làm công việc gì? Thất nghiệp. Thất nghiệp là ở không đó phải không? Ở nhà không đó. Ở trong nhà em ở chung với ai? Ở mình nè. Ủa em có lên chương trình mà anh không có coi hả? Có coi mà coi không hết, coi bị gián đoạn. Vậy hả? Nhà có mình nè. Sáng lũ bu quá trời không có rảnh. Giờ mới rảnh nè. La em đưa bà chị gì đi bệnh viện đó, có đưa đi không? À, đưa đi rồi anh. Nhưng mà bà không có nhập viện, bây giờ. Nhìn là khám bệnh, khám bệnh xong chở chị về. Dạ. Về nãy giờ em mới ăn uống rồi mới nghỉ ngơi chút. Em thấy lướt thấy không có mà không có, chưa thấy anh lên chương trình hay gì á. Chưa. Mới anh đi ngày nay là lần đầu tiên mà, anh ngại đâu có lên chương trình đâu. Ủa anh ở đâu lận? Anh ở Đồng Tháp. Hồng Ngự Đồng Tháp. Đồng Tháp. Rồi anh đi với ai? Đi với ai thấy ngồi kế? Này này chú quay YouTube mà đi có mình anh à. Đồng Tháp anh ở tài chợ không? Anh ở nằm bên cột nè, cái thành phố Hồng Ngự đó là anh ở bên cột ngó qua Hồng Ngự. Không có nằm ở thành phố Hồng Ngự. Ở bên đó. Ở chỗ anh đó là có giường không? Anh có nhà có giường gì không? Có nhà thôi chứ không có giường. Dạ. À, mà anh Đồng Tháp là em nghe nói là bên đó giường nhiều lắm mà. Giường ta có mình không có. có ruộng không mà chứ anh không có giường, mà anh có nghề dịch vụ nấu ăn. Với làm có 3.000 mét vuông nếp à. Nhưng mà dịch cuộc sống thì cơm ngày hai bữa, không có bữa nào đói chứ, bữa nào cũng no. Dịch vụ nấu ăn đám rồi đó hả? Ừ. Em đám bà già em cũng đặt không à, không có nấu nhà. Rồi gia đình anh sao? Vợ con rồi sao rồi? Bà xã anh mất 3 năm. Anh được mấy đứa con? Mình con đứa con gái. Có tham gia được một cháu bé trai 7 tuổi. Chị là anh có đứa con một? Con đứa con gái 33 tuổi rồi. Vợ anh hồi xưa bệnh hay là sao mất? Bệnh mùa Covid đó. Dạ. Vậy là anh đang ở chỗ Tiến làm chương trình đó hả? Anh nè. Tâm sự đi, hai người tâm sự hỏi thăm đây coi sao. Trời ơi, ngồi im re thế. Hai người đang nói chuyện mà chú Tiến đâu dám nói vô. Ngồi im re đi. Thì hỏi thăm vậy thôi chứ giờ hỏi gì giờ. Đâu biết hỏi gì nữa giờ. Hỏi thăm tìm hiểu là như thế nào? Đi, anh hỏi đi. Anh nội gia đình em sao? Mấy người con? Em có... lần đò nào chưa? Chưa có đò nào á. Chưa có đò nào chứ.
lỡ thời. Cái này dễ kiếm đò. Anh có một lần đò anh đã gian dở. Đã đứt đoạn phải không? Anh có chuyến đò mà anh đứt đoạn phải không? Mày chưa? Đò này dễ. Chuyến đò chiều. Nếu mà có dịp thì đi xuống đây chơi cũng được, để ví dụ anh có muốn đi thì báo em trước ngày hay ngày gì. Ý là hồi nãy là anh với Tiến là đem tính đi xuống luôn hay gì? Tính đi xuống luôn mà để chú Tính coi có công việc thì ở lại công việc, còn không có thì đi xuống. Chứ mình không có hứa chắc được. Có gì nếu mà có gì chút xíu điện cho chị hay. Nửa tiếng nữa. Có gì xuống buổi chiều đi, còn ấy điện thoại lại coi sao cái. Mình đi tham quan nhưng mà đi như đi du lịch nhưng mà chứ đâu có gì đâu mà gấp. Thì có gì thì cho hay đi. Nếu mà có gì cho hay trước chứ. Cho hay trước anh chị mầm gà vậy phải không? Em có chuẩn bị gì không mà cho hay trước, chuẩn bị gì? Dạ, dịch ra đây chị không có nuôi con gì chân, chị không có sắc thành. Dạ. Yeah. Vì là ở gần có bán đồ chai nha, mua đồ chai cũng được nữa. Có mua đồ về là nấu được chứ còn không có nuôi con gì chân. Mỗi lần có nuôi dịch nhưng mà không ai làm chứ, không ai cắt cổ rồi tới giờ rồi không có nuôi được. Không ai cắt cổ gà của dịch hết. Anh làm thợ nấu vậy, anh làm thợ nấu vậy chứ còn anh không có biết đụng tới con gà con vịt, ta làm sẵn ta giao tới nhà không. Thì em muốn ăn thì em cũng mua sẵn, ta làm sẵn đó. Thì về nấu chứ còn không có sắc xanh. Nào chị giờ không có sắc xanh con gì hết. Giờ chút nữa xuống rồi chị đãi gì nè. Thì muốn ăn cái gì thì nói chứ. Không, cái đó là em xuống nhà chị đãi gì ăn nấy à, cô quẹt hay là chấm muối ớt gì cũng được. Miễn đãi gì ăn nấy. Nói thì có cái sự hơi đòi hỏi cao. Tiến ơi, bây giờ có cô quẹt với rau luộc là ngon lắm đó nha. Thì đó. Cá lòng tông nấu bữa cơm khô quẹt ăn ngon rồi, với rau luộc chấm ăn ngon rồi. Tấm lòng. Tấm lòng của chị thôi, chị đãi gì em ăn nấy chứ em đâu dám đòi hỏi. đồ đồng là ăn ngon nhất đó. Thì để coi em có sắp xếp được thì xuống, còn không được thì hôm khác cũng được tùy. Em có nhà xung quanh có trồng cây gì không? Cũng có chút đỉnh anh. Trồng đủ thứ hết. Vậy anh cũng biết trồng cây nè, nữa sau này mình có kết nối được rồi anh về trồng cây chứ. Vườn em trồng này cứng hết rồi, còn gì nữa đâu trồng. Dạ, yeah, trồng cứng thì là khỏi thuê người trồng phải không? Đâu có. Trồng hồi xưa bà già bà trồng đó đủ hết trơn rồi. Có trồng dừa không? Có trồng dừa tư không? Anh thích dừa tư à? Cái gì cũng có chứ, ở Đồng Tháp cũng có dừa vậy. Ở Đồng Tháp có dừa nhưng mà mình mắc mua chứ dừa đâu có đâu, có dừa uống. Vậy hả? Bên em thì có. Có vậy, nếu như em rảnh thì bẻ 4-5 trái được rồi, 4-5 người uống được rồi. Còn nếu như có nhiều nữa thì bẻ cho xe của chú Tiến chở về. Dừa thì bẻ thì được rồi đó, nhưng mà nó cao quá. Mỗi lần này người ta bẻ mình bán nhà ta là ta leo không. Chứ dừa lùng không có.
Giờ lục có cây trước mà mới bẻ, còn quậy hay quậy gì đó không biết uống được chưa, chắc có mà có quậy hay quậy gì chứ. Em cũng mới trồng đây không à, còn cái hồi xưa bà già bà trồng cao lắm rồi cái sợ giông gió đốn bỏ, sau này mới trồng khoảng chừng 2 năm mấy, năm mấy cái mới cũng có nữa. Mà để em tạm ngưng rồi, để anh hỏi em nghe, như là em lên chương trình đó em muốn tìm kiếm người sao? Đâu có biết sao bây giờ tìm hiểu coi có hợp không, chứ giờ mình nói trước Cái kiểu tiêu gì cũng chí tới của cái người mình đó đó, mà. em thích người mẫu người nó làm sao á, mỗi Nhiều khi cái người mẫu người đó mình thích mà ta không thích mình, thì cái tiêu còn chí nhiều em khi cái nói đi người coi nó đúng mà cái tiêu chí của anh đưa ra không. thì em cũng thích người chung chung thôi chứ không có cần Vậy là năm cao năm sang cho mấy. vậy là 5 năm được rồi, phải không? Độ tuổi, độ tuổi. Nhìn thấy anh coi được không? Nhìn thì thấy bên ngoài vậy thôi chứ sao nhìn được trong tim Thì thì từ từ mới tìm được người trong tim nào được chứ, đừng không sao à. Em gà cần anh bao nhiêu tuổi? Anh người anh tìm ấy. anh năm nay nhiêu rồi Anh 55. vậy Em nhiêu hả? tuổi? Em nhiêu tuổi? Em 53 rồi. Vậy là em muốn kiếm cái mẫu người của em là bao nhiêu tuổi em mới kết? Em muốn kiếm từ 70 trở lại đó. Dạ. 70 coi chừng ông già đi lụm cụm nha. Vậy là cỡ tuổi anh là em không có kết được phải không? Kết là mình tìm hiểu chứ đâu Thì đó đi. phải kết mà kết liền đâu. Thì đó em cũng cũng giống vậy đó chứ em đâu có kết liền đâu. Tìm hiểu vài tháng. Thì tìm hiểu đó. Bởi vì anh đòi xuống nhà liền em cũng ký, em cũng không không muốn, tại vì chưa có tìm hiểu gì trơn mà xuống cũng nó cũng ngại lắm. Khi nào mà mình tìm hiểu chín chắn rồi mình mới cho tới nhà tới cửa rồi chơi cho biết. Còn ví dụ như mà Tiến mà nó đi chơi thì bình thường Để chú Tiến tiếp thoải mái. khách 1 2 tiếng nó coi làm sao, rồi chú Tiến điện lại em. Ví dụ như anh có tìm hiểu ai được thì tìm hiểu chứ còn ví dụ như Tiến mà nó đến nhà em chơi chị em thì em rất là vui vẻ, còn ví dụ như mà như anh đồ này kia tìm hiểu đồ này kia đến đến mà ví dụ nói chung là bây giờ em với anh tìm hiểu ở trên Zalo này cũng được, còn nhiều khi tới rồi sao rồi không có ấy đồ này kia cứ thấy nó cũng kỳ kỳ. Có gì đâu kỳ kỳ, mình không có duyên mà không có nợ thì mình làm bạn. Thì đó là đương nhiên rồi nhưng mà thấy nó không được vui á. Ví dụ như mình tìm hiểu trên này là thấy mà nhắm tiến hành tới thì tiến hành tới luôn, còn nếu không không tiến hành tới được thì là bạn cũng được chứ. Ý em là chưa gì mà tới nhà vậy, em cũng không có muốn, tại vì Tới nhà chơi mà đâu có gì đâu chị. chơi em tới nhà chị tiếp em thoải mái,
không em em nói không có em nói là ví dụ ảnh muốn tìm hiểu chị, ảnh không biết nhà chị như thế nào, ví dụ về sẵn đây thì ảnh muốn đòi đi xuống dưới thôi, tại vì sáng giờ ảnh đợi em là có việc nên khi nào em đi thì ảnh mới đi được đó. Thì nói chung ra là ảnh muốn muốn biết chị thì phải sẵn đây rồi ảnh kêu em chở dưới là tìm hiểu luôn đó, nó dễ dàng hơn sau này khỏi phải hải công đi thêm lần nữa, ví dụ vậy đó. ý chị là muốn để sau này cũng như tìm hiểu rõ ràng rồi tới luôn, nó thân mật khô hơn, tại vì mới biết mà tới liền thấy nó cũng kỳ kỳ, Cũng như mình lại tới chơi em thôi, hiểu chứ đúng mình không? lại tới chơi chứ đâu phải mà chắc ăn là phải kết nối Muốn đúng chơi không? thì em nói chị nói cho em nghe, đường nó xa xôi lắm mà với lại mình cũng chưa có thân chưa có gì hết. Trời, đâu phải thăng mà mới lại chị, cái này là đầu tiên muốn kết nối rồi lại cho biết vậy thôi chứ đâu phải thăng mà mới lại. Giống như là mình bạn bè À, gì bạn bè lại chơi nhà đó chơi hỏi thôi, thăm nhà. lại thăm nhà chơi thôi chứ đâu có gì. Còn cái chuyện đi xa hay gần ảnh chịu đi thì đi thôi chứ chị đâu quan tâm chi. Quan trọng chị có tiếp hay À, không? quan trọng là chị có tiếp hay không thôi. Thì tiếp bình thường rồi, Vậy ví dụ thì như tốt bạn rồi. bè tới cũng bình thường thôi, nhưng mà thấy hơi ngại ngại thôi chứ Có gì đâu còn gì ngại, đâu. có em mà phải chị anh điềm nên á là nó lại khác. Đi mình anh không dám vô nhà. Còn còn đi có em thì diễn bình thường cũng như là lại thăm nhà chơi thôi, cái đó là chủ yếu thăm nhà chơi thôi, Như còn cái chuyện kết nối thì để chuyện sau này. mình tìm hiểu trên Zalo rồi biết anh có giò bự giò nhỏ không hay sao, không có tưởng tưởng từng từng gì không sao biết được, Thấy lúc ngoài thực tế hơn, đúng rồi. thấy ngoài nó tiện bề nó tìm hiểu hơn. dễ dàng hơn. Dưới hơn nữa đường nhà anh xuống đây rất là xa, đi khoảng 3 tiếng mới tới, thành ra sẵn cái đoạn đường gì anh muốn đi vậy mà. Ủa vậy nhà anh đây đây lợi chỗ tiếng là tới 3 tiếng đồng hồ mới tới hả? 3 tiếng đó. Rồi đi xuống đây nữa mấy tiếng nữa? 2 tiếng rưỡi, Vậy đó hả? chút nữa chị cho cái định vị đi, vị trí đi, gửi qua chơi cho em đi. Trời ơi, cái định vị hồi xưa chị biết làm, bây giờ chị quên mẹ rồi. Đâu có, bấm chọn chọn nhắn tin Định đó, vị có dấu ba chấm đó chị bấm vô thì nổi để vị trí bấm vô đó, rồi nó vị trí gửi cho bạn bấm vô rồi xong có gì đâu. đó chị coi lại. Đơn giản thôi chứ không có gì. Rồi rồi đấy, vậy thôi nhanh để em tắt rồi em xem lại em gửi cho chị dần tiếp. Rồi, gì tắt nữa. Chờ cái cô này coi sao.